Công an huyện Hòa Bình vừa xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp tài xế xe luồng xanh vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19 khi tự ý xuống xe giao hàng. Xe tải bị xử phạt của công ty điểm váy xanh mang biển kiểm soát 51D47527 có dán mã QR code nhận diện luồng xanh do tài xế Lê Bảo Trọng, ngụ phường 7, thành phố Bạc Liêu điều khiển, đang vận chuyển hàng hóa cho công ty điện máy xanh ở ấp thị trấn B, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình. Trong lúc đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều nơi, trong đó có huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, thì việc cấp giấy nhận diện phương tiện mã QR code ưu tiên theo luồng xanh đã tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phục vụ sản xuất, xuất khẩu và lưu thông thông suốt qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19. Tuy nhiên, một số tài xế đã lợi dụng chính sách này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trái với quy định trong phòng chống dịch bệnh.